Sáng nay Đỗ Sinh tiếp tục đi dạo khu thương mại mua bán cây cảnh nghệ thuật tại triển lãm thị xã Sơn Tây. Vâng, tôi đến thăm một nhà vườn và cũng chia sẻ một số những cái cây cảnh anh bày bán ở đây, và cùng với anh chủ vườn sẽ chia sẻ với chúng ta những cái báo giá. Tôi cũng có muốn một gợi ý là anh chủ vườn sẽ báo giá một cái giá nó hấp dẫn một chút, rút kinh nghiệm ở nhiều những cái chương trình chúng ta báo giá một cách nó vượt quá khả năng giao dịch. Vâng, đây là một khu vườn mà cũng có nhiều dạng như cây hoàn thiện cũng như là cây phôi, và với nhiều kích thước khác nhau, nhưng mà chủ yếu là xanh và một vài cây si. Vũ Phong. Vâng, đây là số điện thoại của chủ vườn là anh Vũ Phong. Không 387 564 564, xong là 1 à? À đúng rồi, 564013. Và số điện thoại là 0387564013. Anh Vũ Phong, Nam Định anh à? Hải Hậu, Nam Định. Tôi chia sẻ với các bạn có hai tác phẩm xanh, và với cái nét bóng dáng rất là đẹp, thân côn bệ đẹp và tay bông đã hoàn chỉnh. Đây là bóng dáng tổng thể đây. Rất là đẹp. Vâng, là những cây xanh dòng xanh Nam Điền với cái tuổi đời cũng tương đối rồi. Đối với những cây xanh như thế này chúng ta mua về sẵn chơi, tất cả về tổng thể, về bông tán anh đã làm rất là bay tán và hoàn thiện hết sức, từ trên ngọn đã rất là trau chuốt. Chúng ta cùng sang phía bên đối diện. Sau khi tôi đã chia sẻ với các bạn thì qua ý kiến của anh Vũ Phong, tôi muốn biết được là khi mà có khách đến giao lưu thì với tác phẩm này giá khoảng bao nhiêu tiền anh? 80 triệu anh ạ. Anh báo giá 80 triệu? Vâng. Vâng. Với cái báo giá của anh Vũ Phong, tôi nghĩ là một tác phẩm xanh hoàn thiện đẹp như thế này cũng là những cái giá rất là hợp lý. Vâng, chúng ta có những tác phẩm xanh dòng xanh Nam Điền về sẵn chơi với một cái bệ rất đẹp.
À, bên này tôi thấy anh Phong cũng có một bệ xanh Nam Điền nữa, cũng không kém phần hấp dẫn. Vâng, đây là cây xanh thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn, với vườn cảnh Vũ Phong, Hải Hậu, Nam Định. Với cây xanh này tuổi đời cũng tương đối, tất cả những đường đi của thân, những vết cắt giật, những vết sẹo đã tương đối múm rồi. Và bông tán anh đã làm được đến mức độ như thế này, đã lấy được rất nhiều dăm như thế này. Tán rất bay. Anh Phong ơi, anh đến đây anh đứng trước cây tôi chụp cái, tôi lấy cái ảnh bìa của cái video này cái. Dạ. Đứng cạnh cây này đi. Đấy, đứng đấy, đứng ra góc đấy. Ngay nhìn đây. Nhìn đây nhá, chụp nhá. Dạ. Rồi, quay đây cái. Chụp này. Rồi. Cây này anh báo giá bao nhiêu anh? 80 triệu ạ. Hai cây đều 80 triệu. Vâng, đẹp đấy. À, rất hay cái là qua nhiều lần cắt giật và các cái vết cắt đã múm sẹo rồi, nó tạo cái điểm nhấn chỗ này, tôi thấy tuyệt vời quá. Cái cổ này rất tuyệt vời. Những cái tay của anh đưa xuống đều tạo thành những cái vai rất dẻo. Với hơn trăm triệu chúng ta đã có một cái cặp đôi xanh Nam Điền với cái tuổi đời cũng tương đối cao và bóng cây rất là đẹp. Vâng, ở giữa hai cây xanh tôi thấy anh Vũ Phong có một cái bệ si. Đây là bệ si đỏ. Đang ra lộc, màu rất là đẹp. Vâng, vối trên những viên đá thấm thủy. Một bệ si côn rụt rịt như thế này. Nói tổng thể thì cũng không cần phải thay chậu nữa. Chậu này rất vừa với vòm cây si rồi. Dĩ đã dễ đã chạy xung quanh theo thành chậu. Vâng, với cái si này bao tiền anh? Cái si này là 30 triệu. 30 triệu à? Vâng. À, được đấy. Vâng, qua cặp đôi xanh
À, cũng như là cây si anh báo giá 30 triệu, tôi thấy là cái báo giá của vườn anh Vũ Phong là hợp lý. Bởi vì đó là những cái giá mà chúng ta có thể chấp nhận và giao lưu được. Tất nhiên là khi đến thăm khu vườn của anh, chúng ta còn phải có những cái thương lượng nhất định, đúng không anh? Vâng. Đến với một số cây xanh cũng như là bệ phôi xanh tầm nhỏ này. Đây là những cái tác phẩm tầm nhỏ để dành cho các bạn chúng ta tham khảo. Vâng, tác phẩm sung này, dáng rồng quấn này. Cái sung này có quả rồi nhỉ? Có quả nhỉ? Có dâu rồi, rồi đúng rồi. Hay quá, dáng đúng là rồng quấn. Song long anh ạ. Vâng, song long ạ. Chính nó là song long đấy. Vâng, có rồng quả này ạ. Hai con rồng đẹp ấy. Tác phẩm sung song long rất hay. Và cái bệ phôi này thì giá bao nhiêu anh? Cái bệ phôi này là 40 triệu. Vâng. Chúng ta được báo giá 40 triệu với bệ phôi xanh Nam Điền. Bệ bên này chắc cũng thế à? Vâng ạ. À đây tôi thấy anh Vũ Phong có cặp bệ xanh này là một cặp đôi đối xứng này này. Anh ạ. Vâng. Sau này tạo ra một đôi cặp đôi đối xứng đẹp này. Vâng. Bởi vì có hai cái tay hoành đưa vào rất xa. Vâng. Đây. Tay hoành của cây bên này. Tạo thành cặp đôi xanh trực hoành, đối xứng cũng rất đẹp. Đây. Cây bên này nữa. Và giá có đều vấn đề đều 40 triệu một cặp một cây chứ? Hay là cái kệ bệ kia hơn? Nếu mà lấy một đôi thì đều như vậy. Được. Đúng rồi. Coi 80 triệu một cặp này. Vâng, không đẹp. À, chào bác. Đây rồi. Tôi lại gặp người đẹp đây rồi. Cây nào? Cây này á? Cây này thì bố lập rước về đi còn gì nữa. Đây. À, ông Lập ơi. Cây ổi bán chưa? Ờ. Có mấy thằng nó điện nó hỏi đây. Hết tiền mà mẹ cái gọi cho ông cũng chối. Rổ cái bể tàu, rổ hết, bán hết bể tàu, mua bể xi măng. Đấy có mấy thằng nó gọi điện nó hỏi đấy, cả cây ổi với cái cây gì đấy, cây tường vi cái gì đấy. Cả có cây tường vi nào. Hay cái khế. Hôm hai thằng trên Phong Vân nó hỏi cái khế nữa. Cái là bên xi này. Đấy, xi đỏ đấy. Chính cái bể xi này hay này, bể xi này rất hay. Tôi vừa mới chia sẻ xong. Không, đá đây đá thấm thủy, đá nhẹ không mà. Bây giờ làm cái bệ này nữa nhá. Vâng. À, chúng ta đến với một bệ xanh ôm đá. Rất là đồ sộ. Cái này báo giá bao nhiêu Phong? 75 triệu. 75 triệu, vâng.
Vâng, đây là vế đối diện. Và ngoài ra tôi thấy anh Vũ Phong có một số những cái bệ, những cái phôi xanh Nam Điền tầm nhỏ hơn. À, tôi tham khảo với các bạn một vài bệ nữa trong cuốn video này. Mấy thằng em nó toàn nhà nó quanh đây. À đây, ví dụ như cái bệ tầm nhỏ này bao nhiêu anh? 3 triệu rưỡi một bể. Bao nhiêu? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi á? Vâng. À thế được nhỉ. Để như đầu mùa. 3 triệu rưỡi anh, đúng anh là đúng là tôi không ngờ đấy, khi anh báo giá tôi không ngờ đấy. Đấy, có nhà vườn bán rất rẻ. Đây là rẻ. Rẻ nhất đúng không? Đấy. Cái xi thì bao tiền? Xi trên cái đá thông thủy nãy vừa quay đấy. Thế còn những cái bệ này cũng 30 triệu à? 3 triệu bình quân 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi tất cả. Vâng. Được, nói chung là những cái bệ này thì hay đây. Rẻ đây. Để nó cầm cây dao ở đường. Đấy, quay cái đường huyền đi em. Vâng. Ở đây anh Vũ Phong còn có đôi xanh dáng huyền. Đối xứng trên hai cái thống như này. Với cặp đôi này thì bao nhiêu? Cặp đôi này là 7 triệu anh ạ. 7 triệu cả đôi xanh dáng huyền này. Vâng. Vâng, bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video. Một lần nữa tôi đăng tải cái số điện thoại của anh Vũ Phong lên màn hình. Chúng ta tiện việc giao lưu. Đây là số điện thoại của anh Vũ Phong. 0387 564013.